Quý khán giả thân mến, tượng đài Bác Hồ vẫy tay chào ấm áp hiện từ trên bến Ninh Kiều. Hình ảnh thiêng liêng đã khắc sâu vào tâm khảm, là niềm tự hào của người dân thủ phủ miền Tây sông nước và những du khách khi đến tham quan bến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Cả ngày và đêm thì công viên bến Ninh Kiều đẹp lung linh, hình tượng của người tỏa sáng thiêng liêng mà giản dị. Không gian ở đây luôn nhộn nhịp với những sự kiện quan trọng, các hoạt động văn hóa nghệ thuật mang đậm bản sắc riêng của thành phố bên sông. Tượng đài Bác Hồ trên bến Ninh Kiều là địa điểm giáo dục truyền thống của thành phố Cần Thơ. Các cơ quan ban ngành đoàn thể thường chọn địa điểm này để tổ chức những sự kiện quan trọng, thành kính dâng hương, dâng hoa, báo công dâng bác, thể hiện tấm lòng kính trọng ghi nhớ công lao to lớn của người. Những lời dạy của bác với thanh thiếu niên nhi đồng được tuổi trẻ khắc ghi, quyết tâm học tập theo lời bác dạy, thi đua rèn đức luyện tài, noi theo tấm gương vĩ đại của người, góp sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Tượng của bác thì rất là trang nghiêm và uy nghiêm khi đặt giữa cái công viên, và cái không gian thì rất là trang trọng khi được bài trí những cây kiểng, cây xanh rất là tươi mát và đẹp. Em đến tham quan về tượng đài của bác đến đây rất là nhiều lần, nhưng mà mỗi lần đến thì lại cho em rất là nhiều cảm xúc khác nhau. Nhìn lên cái tượng đài của bác thì em cảm thấy rất là vĩ đại và tự hào về một người cha già của dân tộc. Tượng đài Bác Hồ được đặt tại vị trí trang trọng nhất, đẹp nhất và thuận lợi để nhân dân mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế đến kính viếng tưởng nhớ về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Công viên Bến Ninh Kiều là nơi tham quan du lịch, địa điểm thư giãn giải trí, nhộn nhịp với các hoạt động văn hóa đặc sắc thu hút người dân và du khách về Cần Thơ đến Bến Ninh Kiều. Tôi cũng là người ở Cần Thơ cũng lâu rồi. Là bến Ninh Kiều của mình tới bây giờ là tốt lắm, đẹp lắm. Với một cái ý nghĩa, một cái lòng tôn trọng, thành kính đối với bác, tự hào là mình là người Việt Nam. Tượng đài Bác Hồ trên bến Ninh Kiều là niềm tự hào, là nguyện vọng của người dân Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long. Bằng tất cả tấm lòng kính yêu vô vàn với bác, tình cảm mà Bác Hồ lúc sinh thời luôn dành cho đồng bào miền Nam ruột thịt. Đời đời ghi nhớ công ơn của Bác Hồ, người đã dành cả cuộc đời vì dân, vì nước.